Ai nó có kiếm ba không con? Dạ mấy bữa nay hổm giờ bà ngoại đồ xuống ngoài cũng cưng á, dỗ chỗ này chỗ kia cho nên không có kiếm. Mà hồi sáng tự nhiên cái 3, 4 giờ mấy cái nên ở dưới nhà con lên trên này trước không hay, ở dưới nhà dưới đi lên xong cái lại chỗ bàn thờ cha nó để cái ghế á, làm nó ngồi nhìn xong rồi leo xuống lột tay lên bàn thờ cũng cái hình cha xuống leo lên gối nhìn ghế người nhìn thấy tội nghiệp mấy cái người kia ra ngoài mà ẩm đi chơi vòng vòng chở cho nó ra chỗ cha nó ra ngoài biển á. Anh con gồng lắm, con nói anh em gái em lo cho anh cho giờ em nằm đó không ai lo cho con không ai lo cho anh hết. Đi nhận xác mẹ không đi được, mẹ nói mẹ đi mẹ xỉu, nói giờ vậy để con đi cho chồng con biết bây giờ ra sao thì con nhìn con cũng biết, lên trển con cũng ngồi thôi chứ con cũng không có dám la hét gì hết tại vì chú cũng có dặn, mấy chú dặn nó lên trển gối vậy lắm, con lên trển con gán nghe. Hôm qua đưa chồng cũng ra đây con nên ơi, anh cho em xả ra nửa ngày thôi giờ chịu hết nổi rồi. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minh Tân TV. Là nói đầu tiên Minh Tân gửi lời chúc cô chú chị mạnh thường quân của nhà tâm ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại Minh Tân đang có mặt tại vùng biển Ba Động. Mấy ngày hôm trước Minh Tân đã chia sẻ hoàn cảnh của em Chi Linh đi ghe thả lúa ở ngoài biển Ba Động á, thì mất tích 2 ngày thì đã tìm được, thì làm để hỗ trợ của em thì gia đình của em cũng rất là khó khăn, rồi con bé cũng còn rất là trẻ nó. Giờ thì mình đã có mặt tại đây thì hôm nay thì mình được mạnh thường quân trợ duyên về đây để gửi cho bé để có tiền mua quần áo trong thời gian đón Tết này. Thì ba của bé cũng vừa mất mẹ thì còn quá trẻ thì sống nhờ đồng lương của ba đi biển thôi của chú chị. Thì bây giờ mình tơ mấy ngày hôm trước thì mình tơ cũng không có xuống đây để ghi hình đưa tang của em trai, thì mình tơ bận một số công việc thì mình tơ phải chạy về Trà Vinh. Thì hôm nay mình tơ mới rảnh nhận tiền của mạnh thường quân xuống đây để cho bé để mua quần áo Tết của chú chị. Thì nghe nói là bé, xin lỗi, em Chi Linh thì thờ tại nhà của ba mẹ, còn vợ thì ở nhà phía sau. Thì mình tơ mời với cô chú chị theo chân mình tơ vào phía trong ạ. Đây là nhà của em Chi Linh thì ở phía sau này là cô chú chị. Đây cái nhà của chú chị thấy không, che bằng cái tấm láng không à, rồi dắt thì dựng bằng cái lá mà chẻ ra này của chú chị, dắt á lá chẻ ra để dừng làm dắt đó. Rồi phía trước thì đóng tôn. Rồi em gái ơi, em gái ơi, rồi em gái à, chào anh. Rồi chú có mua đồ con trai đâu, ô con trai này. Rồi, chú gửi cho mình nè, chú mua đồ bánh cho con nè, bánh sữa nè. Hả? Rồi con làm gì vậy? Hả? Con làm gì vậy? Con đi đâu mới về, nãy con đi đâu mới về? Về. Hả? Con đi vô nhà cháu rồi á. Nghe không được luôn á. Con đi vô nhà. Con đi nhà cháu á. Con đi nhà chú Út mà. Rồi. Con nói là vô nhà chú Út. Dạ. Chú Út là nhà bà nội đó. Dạ. Đây là ba. Là ba. Dạ. Ba cái chồng. Này là ba ruột con. Ủa ba ruột hả? Dạ. Dạ lộn. Còn bên chồng em còn ở đây không? Ba mẹ? À, ba mẹ chồng em có ở đây mà cho nó ở đây. Còn ba mẹ ruột em thì ở ruột còn, ba còn ở đây, còn mẹ đồ thì gom về hết rồi. Tại bà ngoại ruột á, bả nghe vậy đó. Bả mệt, bả làm mệt cho nên gom về dưới hết rồi. À. Bữa nay chú xuống thì cũng có mạnh thường quân cũng trợ duyên cho con một ít tiền để mua đồ cho em bé ha. Rồi tính sao? Rồi ngồi kiếm con nào ngồi đi anh ha. Mình tâm sự chút xíu đi. Dạ chú cho ngồi, cô ngồi đây đi. Dạ dạ. Chú uống nước. Chào nước rồi. Rồi vậy con dự tính sao rồi mai mốt là ở đây hay sao? Dạ con tính là trước hết là hồi đó giờ ở đây thì con không có đi làm. Cho nên là con không biết cái công việc làm sao, với phần con không biết chạy xe á, cho nên đi làm cũng khó dữ lắm. Con định là con ở đây để cúng này kia cho chồng con,
rồi 49 trăm ngày gì đó, cúng xong xuôi hoàn tất hết, màu mã cho anh im đẹp hết, rồi con xin chân nhang anh, xin hình anh đi theo con đi lên trên vùng khác làm. À, tinh thần dạ. Theo luôn à? Dạ, đi theo vợ chồng mà anh chứ có lúc mà anh còn sống anh có dặn á, anh có dặn là đi đâu đem anh theo chứ. Là cái tấm hình khác thôi, để tấm hình này lại. Như là chụp cái hình khác là nó đem theo chứ, còn hiện giờ là tấm hình này để cho tôi thờ. Dạ. Chứ không có đem tấm hình này đi. Dạ. Thì nói chung con nó gì nè, cứ như là trước khi nó lo 49 ngày xong, thì nó xin chị Xui á rút đôi vào chân nhang. Chứ nó tự làm mình nước để nó toàn vì cả anh á, chị nó đốt nhang cho chồng nó thôi. Sau này kiểu như nó ở chả anh mà nó về đám giỗ không được á, thì cả anh tự nó năn mâm cơm đó. Nó kêu chồng ăn ở đây, đây tôi đám giỗ cho nó được. Chứ không phải là mình nói gì, thì con này á, dâu mà thật ra tôi cũng coi nó là con gái. Tôi không có nói gì nè, dâu chị nào nói đây nó gì chị xuống đây cũng thấy hả, tại cái điều kiện ở đây xuống đây chị. Dạ, chạy quay cho mà khó khăn cứ dần ở làm đi. Đấy, được. Chị xin cho chị, dạ xin cho. Đây là mẹ, mẹ của em Chi Linh, thì đây ba của chú chị. À, bây giờ là anh được mấy đứa con? Dạ, em được hai đứa. Chi Linh. Nhỏ này chứ đứa nhỏ kia mà. À. Rồi cái này chị này là bữa nãy là mẹ chồng. Mẹ chồng. Dạ. Này là cha ruột. Ừ, rồi. Con chị đâu? Dạ, vợ về Sài Gòn cái việc. Dạ. Giờ tại thấy nếu mà hai mẹ con mở ở đây thấy cũng tội, giờ chắc ở không dám mở rồi. Thì con không sợ chứ. Không sợ hả? Dạ. Nói chung thì ở được, nhưng mà còn cái đời sống sau này nữa. Tuy rằng bà con hay là cha mẹ cũng thương cũng giúp rồi thằng nào đó thôi, chứ mà mình muốn tạo cái công việc làm để bây giờ con cái ngàn lớn còn đi ăn học nữa. Đấy. Thì bây giờ chồng thì cũng mất rồi, chứ ở đây thì có vợ có chồng. Còn vợ chồng mất rồi thì cũng nói Xui á, qua 49 ngày để cho Ly nó về chợ nó ở với tôi hay là ở bên mẹ nó đi đó. Thì để con phụ hỷ với nhau, ví dụ con cái nó còn ăn học ở chợ, ví dụ mà tôi đi làm này kia thì tôi cũng đưa rước được. Còn ở đây thì thứ nhất là công việc ở đây thì nó cũng có việc làm, nhưng mà nó không có bươn chải được cái nó cuộc sống nó được ổn hơn, là tất nhiên là nó nói chung là mặn ở đây thì nó đủ ăn đủ xài thôi, nhưng mà nó cái dư dả thì không có. Nhưng mà về trên đó thì có thể là làm được hơi tăng cao được một chút. Để sau này nó còn lo cho con ăn học nữa. Còn thằng trai với mẹ thì nói chung là bên nào cũng khổ, chứ không có bên nào mà để mà khá giả cho mấy. Thì có thương con thì cũng cho một phần nào đó thôi, chứ cũng đâu có lo hết được cái trọn vẹn. Mà nhưng mà cái đúng á, thì nó phải ở đây đúng 49 ngày cũng thắt hết xong xuôi hết trơn rồi nó mới đi. Rồi chị đây cũng theo ý kiến của anh Xui luôn ha. Thì bây giờ con mình nó đã vắng số rồi, thì dâu nó nói bây giờ nó đi lên làm kiếm tiền nuôi cho con đó. Ở đây của mình cũng không có nói gì. Thì thôi dâu nó nói như vậy thì mình cũng siêu lòng cho nó, nhưng mà nó nói là xin mấy chuyên gia gì đó đi lên tỉnh đốt nhang lẫn cho chồng nó đi tới gần nó. Nói chung trước khi đi đó thì xin quốc ba chân hương. Đi chả là tất nhiên là lấy cũng như là có một cái phần cốc ở đây bị chọn. Đó là chả nó lập bàn thờ nó thở chọn. Đó thì cái hình gốc á thì cũng dẫn đây chứ không ra ha. Đúng rồi, nó chỉ làm cho tấm hình ra lẫn nó dòm chồng thôi. Còn rồi sau này con nó lớn nữa thì nó muốn thỉnh cái gốc đi, rồi cái chuyện con nó đúng rồi, sau này thì con nó thờ đó. Nếu mà nó mà ví dụ mà qua 110 ngày hay là giáp năm thì nó là sống nó được ổn định được, hay là cho ăn cho ở được, thì nó thỉnh đi thờ thì cái chuyện cũng bình thường, chứ không vấn đề gì. Nếu mà theo em á thì em nghĩ như vậy á, thì bây giờ nói chung là nó còn thương chồng á thì nó mới lên tiếng để nó đem theo. Còn nếu mà nó không thương chồng nó, bây giờ bà thờ như thờ cái nói chung mình nó thẳng nha. Bà thờ sao bà thờ, còn tôi thờ sao tôi thờ, phải không? Nhưng mà nó đã có cái nặng lòng của thương chồng á, thì nếu mà ông ấy á nó muốn lấy gốc luôn á thì nó qua một năm. Thì tất nhiên cái nào cũng phải đúng nha. Nó qua một năm nó xong á, rồi bắt đầu nó có thể nó xả tan rồi, tới hay là nó để
tan chồng có một năm hay là ba năm gì cái là cái chuyện của con cái. Mà nhưng mà tới mà cái ngày xã tan không xuôi hết trơn thì nếu mà nó có tỉnh đi được á, nó đã yên ổn được rồi, mình thấy yên ổn được mình mới cho tỉnh đi. Đó, đúng rồi, nó đã yên ổn được mình thấy yên ổn được thì mình cho đi. À đúng rồi, đúng rồi. Nó vậy tại vì bữa nay nó đi góc này ngày mai đi góc kia nó cứ đi đem đi hoài vậy mà chồng có nó không có chỗ một chỗ nào được hết trơn. Chỗ nào cho nó yên tĩnh một cái thì, theo cái ý kiến của em thì em cũng nói đôi lời như vậy đấy. Chứ giờ thì nói chung thì mình là cha làm mẹ nhưng mà gia đình thì ai cũng có gia đình riêng hết. Chứ đâu có bảo bọc được với nhau được nhiều. Ví dụ có cái gì thì chia sẻ nhau một phần nào đó thôi chứ cũng đâu có lo hết được, hết tí được. Nó đừng còn nhỏ quá thì sau này nó có lập gia đình. Đằng này cũng vẫn cho nó đi lập gia đình chứ không phải là mình cấm cản gì. Con mình nó đang không còn với nó nữa. Bà xui lên tiếng rồi nói tương lai là tôi thương nó như gái mình thôi. Vì dù nó đang dâu á, sau này nó ở thương ông nào đó. Ừ mẹ ơi con có bước thêm một bữa. Ok. Còn nếu con của nó giờ thấy lớn rồi, nó quê vị bà nội nó sống về với bà nội nó, là nói mẹ đi có chồng gì đó cho về với bà nội vẫn được, không gì được không? Nói chung là ở đây là cũng không. Nói chung là đây không ai bắt buộc nó. Bắt buộc. Nói chung là để thả lỏng cho con cái nó tự do. Ví dụ tự quyết định. Ví dụ thằng gấu này sao mà nó lớn lên đi. Bây giờ nó bây giờ mẹ có gia đình, ví dụ đơn giản là mẹ có gia đình con không ở với mẹ nữa. Thì nó phải vì bà nội nó. Thì cũng vẫn bình thường. Cũng có vậy đó. Chứ không phải là đủ trưởng cháu tôi hay là gì đó. Để cho nó tự quyết định cho bản thân của nó. Cũng như mấy đứa này cũng vậy được em tuy gần con thì nhưng mà tới lớn rồi bây giờ con đủ con suy nghĩ chín chắn chưa, có đủ nghị lực chưa để lập gia đình chưa rồi thì nếu mà con ok thì cha đồng ý không ràng buộc. Bây giờ nếu mà con mà muốn thì cũng chịu thôi. Con chung là con cũng còn quá trẻ, con mới 20 tuổi à, nhưng mà cuộc đời con còn rất là lâu dài. Bây giờ nếu có thể mình còn có duyên nợ, ví dụ có duyên cái nợ thì mình có thể bất thêm bất nợ bất bình thường, mình xả tan chồng mình xong xuôi đi rồi mình đây đâu phải mình bắt buộc nó là mình ở vậy đâu phải ở vậy suốt đời được, tại vì còn con có người một người đàn ông sẽ phụ gồng gánh với mình, nếu có duyên gồng gánh với mình nữa thì mình sẽ lập gia đình. Con còn quá trẻ mà trước mắt thì con phải làm thờ tan chồng mình bao nhiêu năm như đó gì đó thì đó là tự xử được. Như nó nói là nó để trai cho chồng nó 3 năm. Lần này cũng vẫn cho nó không không cho mà nó nói là mẹ ơi 1 năm cũng vẫn được. Thì thôi nó muốn có người nương tựa đó thì nó nói là nó ở 1 năm mà đúng 1 năm. 3 năm cũng được hay là 1 năm cũng được mà phải giáp năm. Đúng giáp năm. Dạ đúng rồi. Mình xả tan xong đó rồi muốn có kiếm thêm bước nữa này cũng được giống gì chứ. Từ từ đi, tại mình nuôi con mình lớn lên chút xíu đi. Con nói thiệt là con chưa có suy nghĩ tốt. Tại vì con nói ở với anh là ở tới già, mà dù tới già không được thì giờ con không nói là sau này con không có suy nghĩ khác. Tại vì thời gian dài á chú, nó mờ nhạt đi. Nhưng mà hiện giờ là con chưa có suy nghĩ tới. Rồi nó để em bên em thì bây giờ mình cứ sống, mình lo cho con mình trước đi ha. Mới thì nó chưa suy nghĩ chú đó. Từ từ đó, nó suy nghĩ lại. Chứ không lẽ vậy rồi đi làm nói chung là mẹ mở lòng cho con á. Cái này là bà chồng mở lòng cho con. Bây giờ chồng mở lòng cho con dâu đó. Bây giờ có đó là quyền quyết định của con. Bà chồng đâu có nói gì cấm cản mà không có chồng đâu. Nói chung như xui thì cái đó này không có nói được. Bây giờ cũng vậy, theo bản thân của mình cũng vậy thôi. Thì nhiều khi đi làm coi cút một mình thì nó cũng hiu quạnh. Thì còn con thì tựa vào con, nhưng mà con thì cũng lớn rồi nó cũng phải có gia đình chứ đâu phải nó ở ên, phải không? Nhiều khi cũng quạnh hiu nhưng mà trở lại cái cuộc sống của con á, thì sau này á, thì cái đó con nó quyết định. Nhưng mà nói chung thì sớm thì chứ không có sớm đâu. Nói là cỡ nó cỡ đi chăng nữa thì nó cũng phải lo cho con cái ổn định. Cô lên trai. Lại ông đó là cái ông nói chuyện của bổn phận một người vợ. Nói chú này. Rồi xong xuôi hết trơn thì sau này á con có cái quyền quyết định, bởi vì cái đó là cái sự tự do. Bây giờ cái sự bình đẳng tự do chứ không phải như thời xưa một hộ kiến này kia, phải không? Nhưng mà thì nói chung thì gần nói tới vô luôn thì thấy ghệ nó mất. Nhưng mà cái tuổi đời cũng quá trẻ. Tôi nghĩ còn nó hồi suy nghĩ tới là tự nhiên muốn rơi nước mắt luôn. Cái đó
tuy rằng nó mới về làm rễ mới có 6-7 năm nay thôi, nhưng mà trở lại hộ mẫu cũng có cái tính trên, cha mẹ nó cũng cứ kính nể, bởi vì mình em cũng thương anh. Nhưng mà tại cái số đó, nó không chung số quá ngắn nha. Chung có người có số mà nha. Bây giờ Ly thì cũng cố gắng lên không, vì bây giờ sợ cũng mới mất rồi. Hôm anh ngủ ở đây ha. Dạ, gia đình cũng ngủ ở đây hết. Tại sáng nay mẹ nó tập trung mới về sáng thôi, mấy em mới về. Mày ăn gì tính chừng nào mới về? Em thì chắc cũng phát đầu tiên rồi xong rồi mới về. Chắc là bữa nào là 7 ngày, bữa nay được mấy bữa ngày? Bữa nay là 4 ngày rồi. 4 ngày. Vì chắc mùng 2, mùng 3. Mùng 2, mùng 3, nói chung mùng 3 Tết. Dạ. Vì hôm nay ở đây. Chứ còn bây giờ đi về hết thì ơn đó thì thấy tội. Dạ. Nhưng còn Tết nhất tới mình không đi làm được thôi, ở đây này kia. Nó rồi phụ hỷ nó rồi. Còn như bên chị là được mấy đứa con? Ba bàn tay. Chị Linh là bao nhiêu tuổi? Chị Linh thì 21. 21 là con thứ mấy? Thứ ba. Còn thứ hai tưởng mẹo 25 rồi. À, cũng có gia đình hết rồi phải không? À, có lại một chuyến đò rồi lại vợ. À, thứ hai lại chuyến đò. Còn Út thì học lớp 8. Dạ. Đang nuôi học. Dạ. Thôi bây giờ bớt buồn lại hay không? Bây giờ con dẫn chú qua cái mộ này, chú quay làm, chút xíu ha. Dạ, đang làm chú. À, dạ, thì đi theo đi. Dạ. Cho con giúp con. Ừ. Ngày hôm qua thì mình ta bận một số công việc. Mẹ coi gõ con mẹ. Ông xã với Ly về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Hôm nay thì chúng ta chút thời gian chạy qua đây. Nó đi vòng ở đây hả? Dạ, đi vòng chú, tại con còn tan á, qua nhà tao không được. Chung bên Ly thì cũng còn quá trẻ của chú chị, rồi chồng thì cũng mới 21 rồi, Ly thì cũng mới 20 à. Đó mà cứ đưa một đứa con thì cũng còn quá ngây thơ, rồi chồng thì đi ghe cá thì cũng mất đột ngột vậy đó. Này đất nhà luôn hả? Dạ không. Đất của ai? Đất của ta xin chôn á chú. Xin chôn hả? Dạ, xin ta chôn. Xong chưa mấy ông thợ? Không. Ồ, dán gạch luôn hả? Dạ, con kêu dán gạch cho chồng con luôn. Cái gì cũng lúc mà sống nghèo khổ rồi thôi, tới lúc mất con muốn cho chồng con tốt nhất. Đây là cái đường vô cái mộ của em Chi Linh. Ý da, nước. Còn quá trẻ luôn, qua đây nằm rồi. À, đất còn sinh ta. Quá tội luôn. Còn quá trẻ mở vợ với con. Vì cuộc sống mưu sinh là bây giờ là phải nằm đây nè cô chú chị. Mới đầu thì cũng tính làm sơ sài đi giữa khổ quá. Thì bây giờ cũng hợp gia đình lại. Thôi bây giờ cháu cũng lỡ mất rồi. Thì một đời người thì cũng có một lần thôi. Thì cũng anh chị em đầu bà con ở xóm ở đây thôi. Bây giờ nói chung tập trung để làm đi. Làm cho cháu được cái màu với người ta đi. Bây giờ hồi sống thì cũng khổ cực. Bây giờ chết thì con người ta thì cũng có một ngày một lần thôi. Thì bà con cô bác dọn đây thì nó cố gắng để gom mấy vụ cũng làm cho cháu một cái mộ để cho nó khang trang một tí. Nói chung cũng rất khổ chứ không ai
không ai mà để có vui vẻ gì, chỉ đủ ăn đủ sống thôi chứ. Ồ vậy là cái mộ này là được bà con gom góp lại hả? Dạ dạ dạ, cũng như một người thích giòn á để là bà con dòng họ trong gia đình hay là ở ngoài? Trong gia đình. À. Thì để phụ làm cho cháu một cái chỗ để yên nghỉ. Thì cũng dán gạch này kia giống mấy ngôi mộ khác luôn. Dạ 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 cũng vậy. Dạ. Chứ tính ra thì bản thân thì cũng đâu có làm nổi đâu. Dạ. Nhưng mà tính ra nói cũng đâu có làm nổi, con cái nó còn nhỏ thì giờ tiền lo sửa sùng còn thiếu thốn nữa chứ làm sao nó làm được. Dạ. Thì ở đây nhờ bà con hộ người thích. Dạ. Cũng làm cho rồi cái dự tính mà hổm là nó là đi với Ly. Dạ. Là ông xã nói là đi ghe về là để kiếm tiền dẫn vợ mẹ con đi mua quần áo cho con hả? Dạ, đi mua quần áo cho con, tại vì ở dưới quê con cũng có mấy chị em mà chơi chung á. Mà lấy chồng hết mà nhà ta khá lắm. Có mình anh con lấy chồng hơi cực, cho nên anh nói không về thôi, về là phải hơn người ta mới về, còn về mà thua người ta anh không cho con về. Tại vì cái sự cố gắng mà nó diễn thôi, chứ nếu mà giàu có thì mấy ngày nay thì người ta ở nhà dung đúc dẫn vợ con để đi mua đồ mua đạt rồi hay là cái này kia thôi, chứ giờ khổ cực, giờ không có tiền thì cứ cố gắng đi ra làm, nhưng mà làm thì nó vừa xảy ra tai nạn gì thôi chứ cũng không ai muốn. Chung là kiếm tiền để dẫn vợ con về Cà Mau phải không? Dạ. Ừ, là dự tính hay vợ chồng dự tính là bữa nào về Cà Mau? Dạ chưa, anh nói á, tầm anh đi ghe bữa 29 này luôn là tầm 10 giờ trưa anh vô, 11 giờ thì đi mua đồ mua đạt, thì tầm chiều mình đi ban đêm cho nó mát. Còn 29 luôn hả? Dạ đi về tranh thủ, bởi vì bà ngoại ở dưới ba cũng già, bà trông về lắm, bà cứ điện lên hỏi nào Linh đi về ở dưới này mặn mắm cho nó ăn. Chừa cá cho nó. Rồi nó nói con về sớm nhất có thể, con định về 25, tại vì lúc đó còn thất nghiệp á chú. Lúc mà vô 20 á là 21-22 rồi đó, còn thất nghiệp. Cậu mới nói là thôi giờ mình ai cũng nghèo khổ, giờ thôi đi đi con ơi, gắng đi mấy ngày cận Tết đi, có tiền ăn Tết. Nói vậy thôi anh gắng đi mấy ngày cận Tết đi, có tiền cho em về quê, định năm nay không về tao không có tiền á. Rồi đi ra được mấy bữa, rồi nói là tới bữa đó rồi vô rồi đi, định về trong ngày tranh thủ ở với bà ngoại được mấy ngày đó mấy ngày. Chưa vậy chứ. Con nói ngày trước làm có dư tiền không? Dạ hồi trước nói chung là hai chồng con lúc còn mừng ở Củ Chi á cũng gắng làm cho nên cũng có dư ít. Rồi cái gom góp lại hai chồng mua chiếc xe, là tại vì anh không thích chiếc xe dữ lắm. Rồi hai chồng mua chiếc xe chạy. Rồi cái vô cái giai đoạn thất nghiệp á chú. Cái ở nhà anh đi làm không được, xong cái anh mới đi vòng kiếm ăn rau cá đồ vậy đó. Cái anh chở con đi vô khu công nghiệp Bắc Ốc mua vàng về để dồn để ăn á. Cái vô chồng thì tới lúc bắt lên thì mất chiếc xe. Dạ gom góp nhiều, hai chồng ở nhau mấy năm trời gom góp được nhiều, mất chiếc xe. Xong cái anh chạy về vô công ty nói với con, em ơi anh lỡ làm mất chiếc xe rồi, mà anh run anh khóc nữa, nói mất thì thôi em sợ anh chở con theo, con có gì chứ giờ chiếc xe mất thì bỏ có gì đâu, mà tự kiếm lợi, tao cũng sợ chồng buồn đó, giờ chưa bao giờ mà nó mất cái gì mà con la nó hay là nhảy lên kia không có. Quá trời khổ gặp đủ thứ chuyện hết á. Dạ. Rồi tính là bữa nay ngày 29 là hai vợ chồng về dạ. Cà Mau rồi, bây giờ là phải nằm đây nè cô chú anh chị ơi, thấy tội luôn á. Hôm nay từ nãy về quê với ông bà mà không ngờ đi một chuyến ghe cuối cùng, bây giờ phải nằm tại đất là đất của đất nhờ nữa chứ không phải đất của ông bà nữa, nói chung nằm nhờ luôn. Thì hôm nay thì chú xuống đây thì chú muốn con đọc cái số điện thoại thông tin của con lên, thí dụ mà có cô chú cộng đồng nếu mà thấy hoàn cảnh của con á, nhưng mà đang khó khăn trong thời điểm này, trong thời gian Tết này, bây giờ dự tính là chồng đi một chuyến ghe này xong là về lại mua quần áo cho con, mua đồ cho vợ về quê ăn Tết mà không ngờ bị mất, bây giờ con đọc số điện thoại của con lên đi. Dạ. Có cô chú nào thương rồi có thể liên hệ với con để hai vợ chồng còn xài, con xài chung một số là 077 4809 772. Cái số nó xài Zalo luôn đó chú. Số của con đúng không? Dạ. Thì có cô chú nào thương thì mình tơ thì cũng ở rất là xa cô chú chị, nếu mà lần xuống đây thì khoảng gần một tiếng đồng hồ, thì mình tơ muốn số điện thoại của Billy thì đưa lên cộng đồng, có cô chú nào thương
giúp cho cháu trong thời gian này, chúng gần tới Tết rồi, chúng bữa nay là 29 Tết rồi cô chú vậy. Thì cô chú nào thương thì giúp cho bé vài đồng vài ngàn đi, để cho bé mua quần áo cho con trai. Giờ chưa có đồ Tết này kia luôn á, rất là tội luôn. Rồi hai vợ chồng dự tính là để dành tiền chạy xe về dưới chơi. Là con dự tính là đi xe Honda hay là đi xe đò? Dạ, chiếc xe về lọt mất xe xong đi xe gom vòng vòng mẹ đồ cho á, cho mượn đồ này kia mua được chiếc xe quay cũ. Về đây á, anh đi đặt lúa bị giao thông bắt, ta phạt, tao không có cho lấy lợi. Dạ. Xong rồi cái cha không thấy vợ tội nghiệp, ổng lấy chiếc xe mà đi chở vòng á chú, cho chạy đỏ, định là Tết nó chạy chiếc xe đi về quê. Mà giờ cũng kêu cháu chạy về dưới đi, chứ giờ ở trên này Linh nó mất người, con không biết chạy xe, để đi không làm gì, chạy về dưới á. Tết hôm nay là con kia ở đây thôi, con đâu về ông bà đâu được hả? Không, con đi với chồng con. Mẹ nói bây giờ thôi còn sớm quá, mình sợ con buồn á, cho nên là mẹ nói hai vợ sinh á, ở cho mẹ trên này cúng, con về dưới quê ở với bà ngoại dưới cũng mệt, bà ngoại trời về mới không có trời. Rồi con nói chồng con lên đây, nằm đây, nhà thịt chưa gì hết, con đi được. Thì hy vọng thì chú đăng video này có được nhiều cô chú thấy thương hoàn cảnh con, giúp cho con được chút đỉnh để lo cuộc sống mưu sinh, nói chung là lo còn cho đứa con của con. Còn quá nhỏ luôn, bé cũng không biết gì hết. Mấy bữa nay nó có kiếm ba nó không con? Dạ mấy bữa nay hổm giờ bà ngoại đồ xuống ngoài cũng cưng á, dỗ chỗ này chỗ kia cho nó không có kiếm. Mà hồi sáng tự nhiên cái 4 giờ mấy cái nên ở dưới nhà con lên trên này trước con hay, ở dưới nhà dưới đi lên. Đi lên xong cái lại chỗ bàn thờ cha nó để cái ghế á, làm nó ngồi nhìn. Nhìn xong rồi leo xuống lột tay lên bàn thờ cũng cái hình cha xuống leo lên ngồi nhìn, ghế ngồi nhìn. Con thấy tội nghiệp á, cái con kêu ra ngoài con ẩm đi chơi vòng vòng, chở cho nó ra chỗ cha nó á, ra ngoài biển á. Rồi bữa nay ngủ có thấy chồng về không? Dạ không, con nói ai em thức hết trơn chờ, mà con nói chờ giờ không còn giá, không còn thịt thì về bằng cái gì mà chờ. Con nói thôi đem ngủ, em mấy bữa nay em cũng thức với anh, đem ngủ. Ngủ thì về nhà mình ngủ với em, rồi tối có thiếu thốn gì, không nói vô nhà được hay chưa, cũng nói cho em để em biết được, em nói với người lớn người ta làm cho anh, em không biết. Mà hôm ngủ anh không cho thấy. Không cho thấy luôn hả? Không thấy gì hết. Tội luôn cô chú chơi. Bữa nay 29 này bây giờ phải là ngày vui của bà con trên toàn thế giới. Nói chung là bên Việt Nam mình thì ai những người đón Tết thì người ta rất là vui mừng. Bây giờ tôi về với ông bà, anh chị em là vui. Còn bé Chi Linh bây giờ phải nằm lại cái ở chỗ này. Vợ thì khóc ngất à. Thì chú xuống đây chú gửi cho con 1 triệu của Mạnh Thường Quân như vậy con. Mà như vậy đi, như vậy. Cái phần này của chị Thanh Thí, nói chung cô Thanh Thí gửi cho con 1 triệu để mua quần áo đồ Tết con của con á ha. Dạ. Thì chú hy vọng chú đăng video này thì được nhiều chú thấy và xem được, có thể liên hệ trực tiếp với bé Ly luôn. Thì Minh Tơ ở đây chạy xuống đây rất là xa, thì Minh Tơ muốn xuống lần cuối để gặp bé Ly và trao số tiền này của chị Thanh Thí cho con mua quần áo cho con tạm đi ha. Dạ. Có cô chú đầu thương sẽ liên hệ với con sau ha. Dạ. Con cảm ơn cô Thanh Thí đi. Con cảm ơn cô Thanh Thí. Giờ cố gắng lên hai con. Yeah. Con vượt qua, tại vì con phải vượt qua thời gian rất là dài, nuôi con rất con từ khôn lớn nữa nha. Từ hồi bữa anh nói nghe anh lộn xuống tới giờ, con tới cái bữa mà đi nhận xác anh con gồng lắm, con nói với anh em gái em lo cho anh, cho giờ em nằm đó không ai lo cho con, mà lo cho anh hết. Đi nhận xác mẹ không đi được, mẹ nói mẹ đi mẹ xỉu. Nói giờ vậy để con đi cho chồng con biết, bây giờ ra sao thì con nhìn con cũng biết. Lên trển con cũng ngồi thôi, chứ con cũng không có dám la hét gì hết, tại vì chú cũng có dặn, mấy chú dặn nó lên trển gối vậy lắm, con lên trển con gán nghe. Hôm qua đưa chồng cũng ra đây con nên ơi, anh cho em xả ra nửa ngày thôi, em chịu hết nổi rồi, em xả ra nửa ngày thôi, hôm em gồng nhiều lắm. Rồi con vô nhà, xỉu ở trong nhà, tôi mới tin. Rồi, giờ xả mất rồi, bây giờ
Để em sẽ nằm đây cho yên tĩnh. Bây giờ mình phải cố gắng, mình còn con mình đó. Chứ bây giờ con sụp đổ trong thời gian này không ai sẽ lo cho các con của em nữa ha. Để cố gắng lên. Bây giờ mình vô nhà đi ha. Ở đây đứng cũng hơi nắng. Rồi thôi vô nhà cho. Bánh cho cha đây. Để đi cho cha hả? Rồi. Đây là cái bàn thờ của em Chi Linh, thì được thờ tại nhà của ba mẹ của em Chi Linh. Thì nhà phía sau của hai chồng ở thì rất là nhỏ. Rồi ba mẹ tổ chức đám của em Chi Linh tại nhà ở đây. Xong rồi để thờ em Chi Linh ở đây luôn. À, bây giờ thì mình ta đăng video này thì mình ta cũng hy vọng có mạnh thường quân trong nước ngoài nước xem được hoàn cảnh của em Chi Linh cũng như là vợ với Ly, còn mua thêm một đứa nhỏ như thế này. Ở nhà thì phía sau thì nó sập sệ hết rồi cô chú chị. Bây giờ chồng thì cũng đã mất rồi, bây giờ bé còn quá trẻ, còn mua thêm một đứa con nữa. Hy vọng mình ta đăng video này trong thời gian Tết này thì cô chú được xem được video của mình ta. Mình ta cũng hy vọng cô chú mỗi người lì xì cho bé một cái bao thư lo nho nhỏ để cho bé cũng được. Trong thời gian này bé rất là khó khăn, chồng vừa chết, bây giờ nói chung là sống, bây giờ không có tiền để về quê của ba mẹ ruột nữa, tức là ở Cà Mau, là gốc của bé này ở Cà Mau. Thì cô chú mỗi người kích một phần mẫu thư nho nhỏ lì xì cho bé, cũng như lì xì cho bé đi để có kinh phí cho bé trong sống trong thời gian Tết này. Nói chung là chồng cũng vừa mất, đâu có kinh phí đâu, giờ đua thêm bé nữa. Bây giờ phải sống tựa bên ông bà nội tạm thời để cúng thất chồng xong thì bé thì cũng phải về Cà Mau để kiếm cuộc sống để nuôi con này. Thì mình ta cũng xin cảm ơn chị Thanh Thí đã trợ duyên về giúp cho bé. Nói chung là số tiền của chị như đó rất là lớn cho gia đình bé rồi. Nói chung số tiền cũng như là em Chi Linh hàng ngày chỉ đi tìm bắt cá bán là một ngày khoảng vài trăm ngàn thôi. Mà số tiền đã chị trợ duyên như thế, nói chung là số tiền nó không bao nhiêu mà đối với gia đình rất là lớn, rất là quý. Mình ta cũng xin cảm ơn chị rất là nhiều. Thì mình ta hy vọng đăng video này thì được nhiều cô chú xem và sẽ giúp đỡ cho gia đình. Cái số điện thoại của Billy thì một lần nãy Billy đã đọc rồi, con đọc thêm một lần nữa đi con nha. Dạ, số điện thoại của con là 077 4809772. Rồi, đây là số của Billy, thì hy vọng của cô chú sẽ liên hệ với số này. Rồi, thì mình ta cũng xin tạm dừng video tại đây. Thì cuối video mình ta xin kính chúc cô chú khán giả xem kênh mạnh thường quân quý già hảo tâm trong năm mới hưởng được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Thì mình ta cũng xin hẹn cô chú chị xem tiếp video sau của mình ta.